hình ảnh thương hiệu, an toàn vệ sinh, chất lượng thi công, tiết kiệm và môi trường làm việc. Tất cả sẽ có trong nội dung phong trào thi đua công trường 5 sao dành cho các công trường của tập đoàn Delta trên khắp cả nước. Delta không ngừng đổi mới.